Chào các em, chào mừng các em đến với bài học trực tuyến do Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Phú tổ chức thực hiện. Thầy xin tự giới thiệu, thầy tên Lương Văn Hiếu, là giáo viên bộ môn sinh học của trường trung cơ sở Lê Anh Xuân. Thầy sẽ đồng hành cùng các em trong buổi ôn tập bộ môn sinh học chính, chương 1 Các thí nghiệm của Mendel. Ở chương 1 Các thí nghiệm của Mendel, chúng ta đã được học các bài Bài 1 Mendel và di truyền học, bài 2 và 3 lai một cặp tính trạng, bài 4 và 5 lai hai cặp tính trạng. Qua buổi ôn tập hôm nay, các em cần đạt được các kiến thức sau. Thứ nhất, nêu được nhiệm vụ, nội dung và vai trò của di truyền học. Thứ hai, giới thiệu được Mendel là người đặt nền móng cho di truyền học. Thứ ba, nêu được phương pháp nghiên cứu di truyền của Mendel. Thứ tư, nêu được các thí nghiệm của Mendel và rút ra nhận xét. Thứ năm, phát biểu được nội dung quy luật phân ly và quy luật phân ly độc lập. Thứ sáu, nêu ý nghĩa của quy luật phân ly và quy luật phân ly độc lập. Thứ bảy, nhận biết được biến dị tổ hợp xuất hiện trong phép lai hai cặp tính trạng của Mendel. Thứ tám, nêu được ứng dụng của quy luật phân ly trong sản xuất và đời sống. Cuối cùng, viết được sơ đồ lai. Thầy và các em cùng ôn tập chương 1 các thí nghiệm của Mendel qua các câu hỏi và các bài tập vận dụng sau đây. Câu thứ nhất, trình bày đối tượng, nội dung và ý nghĩa thực tiễn của di truyền học. Như chúng ta đã biết, di truyền học là một bộ môn khoa học nghiên cứu về di truyền và biến dị. Trong đó, di truyền là hiện tượng truyền đạt các tính trạng của bố mẹ, tổ tiên cho các thế hệ con cháu. Biến dị là hiện tượng con sinh ra khác với bố mẹ và khác nhau về nhiều chi tiết. Biến dị và di truyền đây là hai hiện tượng song song, gắn liền với quá trình sinh sản. Như vậy, đối tượng của di truyền học là nghiên cứu bản chất và tính quy luật của hai hiện tượng di truyền và biến dị. Nội dung của di truyền học sẽ tìm hiểu cơ sở vật chất, cơ chế và tính quy luật của hiện tượng di truyền và biến dị. Tuy mới được hình thành từ đầu thế kỷ 20 và phát triển mạnh qua mấy chục năm gần đây, nhưng di truyền học đã trở thành một ngành mũi nhọn trong sinh học hiện đại. Di truyền học đã trở thành cơ sở lý thuyết của khoa học chọn giống, có vai trò lớn lao đối với y học, đặc biệt có tầm quan trọng trong công nghệ sinh học hiện đại. Đó chính là ý nghĩa của di truyền học. Chúng ta sang câu hỏi số 2. Nội dung cơ bản của phương pháp phân tích các thể lai của Mendel gồm những điểm nào? Mendel là người đầu tiên vận dụng phương pháp khoa học vào việc nghiên cứu di truyền. Ông đã tiến hành thí nghiệm trên nhiều loại đối tượng, nhưng công phu và hoàn chỉnh nhất là trên đậu Hà Lan, loài thực vật có hoa lưỡng tính, tự thụ phấn khá nghiêm ngặt. Ông đã trồng khoảng 37.000 cây, tiến hành lai 7 cặp tính trạng thuộc 22 giống đậu trong 8 năm liền, phân tích trên 1 vạn cây lai và khoảng 300.000 hạt, từ đó rút ra các quy luật di truyền, đặt nền móng cho di truyền học. Phương pháp độc đáo của Mendel được gọi là phương pháp phân tích các thế hệ lai có nội dung cơ bản như sau. Ông tiến hành lai các cặp bố mẹ khác nhau về một hoặc một số cặp tính trạng thuần chủng tương phản. Rồi sau đó, ông theo dõi sự di truyền riêng rẽ của từng cặp tính trạng đó trên con cháu của từng cặp bố mẹ. Cuối cùng, ông dùng toán thống kê để phân tích các số liệu thu được, từ đó rút ra quy luật di truyền các tính trạng. Câu hỏi số 3. Dựa vào kết quả thí nghiệm lai một cặp tính trạng của Mendel, em hãy điền các từ hay cụm từ cơ thể thuần chủng, nhân tố di truyền, phân ly, một giao tử, ba trội một lặn, giao tử, đồng tính vào các chỗ trống trong đoạn câu sau. Khi lai bố mẹ khác nhau về một cặp tính trạng thuần chủng tương phản thì F1, 3 chấm. Về tính trạng của bố hoặc mẹ,
Còn F2 có sự phân ly tính trạng theo tỷ lệ trung bình 3 chấm. Nội dung của quy luật 3 chấm là trong quá trình phát sinh 3 chấm, mỗi 3 chấm trong cặp nhân tố di truyền phân ly về 3 chấm và giữ nguyên bản chất như ở 3 chấm của B. Với nội dung như trên, thầy và các em cùng hoàn chỉnh đoạn thông tin còn trống. Như vậy, với các kiến thức có được, chúng ta sẽ điền vào các chỗ trống lần lượt là: khi lai cặp bố mẹ khác nhau về một cặp tính trạng thuần chủng tương phản thì F1 đồng tính về tính trạng của bố hoặc mẹ. Còn F2 có sự phân ly tính trạng theo tỷ lệ trung bình 3 trội 1 lặng. Nội dung của quy luật phân ly là trong quá trình phát sinh giao tử, mỗi nhân tố di truyền trong cặp nhân tố di truyền phân ly về một giao tử và giữ nguyên bản chất như ở cơ thể thuần chủng của B. Câu hỏi số 4. Hãy xác định giao tử sinh ra từ mỗi cơ thể có kiểu gen sau đây. Thứ nhất, kiểu gen A lớn thể đồng hợp chội. Thứ hai, kiểu gen A lớn A nhỏ thể dị hợp. Thứ ba, kiểu gen A nhỏ thể đồng hợp lặng. Để trả lời được câu hỏi này, chúng ta sẽ vận dụng quy luật phân ly của Mendel. Theo quy luật phân ly, trong quá trình phát sinh giao tử, mỗi nhân tố di truyền trong cặp nhân tố di truyền phân ly về một giao tử và giữ nguyên bản chất như ở cơ thể thuần chủng của B. Chúng ta xét trường hợp thứ nhất, kiểu gen A lớn. Áp dụng quy luật phân ly, mỗi gen A lớn trong kiểu gen này sẽ phân ly về một giao tử. Như vậy, gen A lớn thứ nhất sẽ phân ly về giao tử thứ nhất. Gen A lớn còn lại sẽ phân ly về giao tử thứ hai. Xét về bản chất, hai giao tử này đều chứa một gen A lớn giống nhau. Như vậy, kiểu gen A lớn sẽ sinh ra được một loại giao tử và kiểu gen trong giao tử là A lớn. Với các giải thích tương tự, chúng ta xét trường hợp thứ hai, kiểu gen A nhỏ. Áp dụng quy luật phân ly, mỗi gen A lớn và A nhỏ sẽ phân ly về một giao tử. Như vậy, gen A lớn sẽ phân ly về giao tử thứ nhất, gen A nhỏ sẽ phân ly về giao tử thứ hai. Kết quả, cơ thể có kiểu gen A nhỏ sẽ tạo thành hai loại giao tử. Và hai loại giao tử đó là giao tử A lớn và giao tử A nhỏ. Cuối cùng, cơ thể có kiểu gen A nhỏ chứa hai gen A nhỏ. Khi hình thành giao tử, mỗi gen A nhỏ sẽ phân ly về một giao tử như quy luật phân ly. Như vậy, gen A nhỏ thứ nhất sẽ phân ly về giao tử thứ nhất, gen A nhỏ thứ hai sẽ đi về giao tử thứ hai. Kết quả, chúng ta thu được kiểu gen A nhỏ sinh ra một loại giao tử và giao tử đó là giao tử A nhỏ. Câu số 5. Ở đậu Hà Lan, thân cao là tính trạng chội hoàn toàn so với thân thấp. Gọi A lớn là gen quy định tính trạng thân cao, A nhỏ là gen quy định tính trạng thân thấp. Hãy hoàn thành các sơ đồ lai sau đây và xác định kết quả thu được về kiểu gen và kiểu hình. Biết, quá trình phát sinh giao tử và thụ tinh diễn ra bình thường, không xảy ra đột biến. Chúng ta có 6 sơ đồ lai 1, 2, 3, 4, 5 và 6. Để giải quyết câu hỏi này, chúng ta cùng ôn lại cách viết sơ đồ lai. Một sơ đồ lai gồm có 3 dòng. Dòng thứ nhất, chúng ta sẽ ghi kiểu gen của hai cá thể đem lai. Giữa hai kiểu gen này, chúng ta sẽ ghi dấu lai. Dòng thứ hai là giao tử. Giao tử được sinh ra từ hai cá thể đem lai nêu trên. Dòng thứ ba là kiểu gen ở đời con do giao tử của hai cá thể đem lai lần lượt kết hợp với nhau. Sau khi chúng ta đã hoàn thành sơ đồ lai, chúng ta sẽ xác định kết quả thu được của phép lai.
Kết quả của phép Lai gồm có một kiểu gen chúng ta sẽ ghi từ dòng thứ ba của sơ đồ Lai. Kết quả thứ hai là về kiểu hình. Từ kiểu gen đã xác định, chúng ta sẽ suy ra kiểu hình dựa vào quy ước gen của đề bài. Với phương pháp giải nêu trên, chúng ta sẽ vận dụng để viết sơ đồ Lai số 1 và sơ đồ Lai số 2. Sơ đồ Lai thứ nhất, B A lớn A lớn Lai A lớn A lớn. Chúng ta cùng hoàn thành các chỗ trống trong phần sơ đồ Lai và kết quả F1. Như vậy, dòng thứ nhất của sơ Lai chúng ta sẽ ghi kiểu gen của hai cá thể đem Lai. Chỗ trống thứ nhất, chúng ta sẽ điền kiểu gen A lớn A lớn. Chỗ trống thứ hai, chúng ta sẽ điền kiểu gen của cá thể thứ hai cũng là A lớn A lớn. Giữa hai kiểu gen này sẽ là dấu Lai. Tiếp theo là dòng 2, giao tử, ký hiệu là G. A lớn của cá thể thứ nhất sinh ra một loại giao tử là A lớn. Cơ thể thứ hai cũng có kiểu gen là A lớn sẽ sinh ra một loại giao tử là A lớn. Hai giao tử A lớn sẽ kết hợp với nhau trong quá trình thụ tinh để tạo thành hợp tử F1 chứa kiểu gen A lớn. Và do chỉ thu được một loại kiểu gen A lớn ở đời con F1 cho nên tỷ lệ xuất hiện của kiểu gen này là 100%. Về kết quả F1, kiểu gen chúng ta thu được 100% A lớn. Về kiểu hình, chúng ta sẽ dựa vào phần quy ước gen để xem A lớn biểu hiện thành kiểu hình là gì. A lớn kiểu gen này chứa hai gen trội A lớn và gen A lớn là gen quy định tính trạng thân cao. Như vậy, kiểu gen A lớn sẽ biểu hiện thành kiểu hình là thân cao và tỷ lệ xuất hiện của kiểu hình này ở đời F1 là 100%, cho nên chúng ta có được kiểu hình F1 là 100% cây thân cao. Sơ đồ Lai thứ hai, B A lớn Lai A nhỏ. Chúng ta cùng nhau hoàn thành sơ đồ Lai này. Dòng thứ nhất của sơ Lai, chỗ trống thứ nhất chúng ta sẽ điền kiểu gen của cá thể thứ nhất là A lớn. Chỗ trống thứ hai, chúng ta sẽ điền kiểu gen của cá thể thứ hai là A lớn. Giữa hai kiểu gen này, chúng ta sẽ ghi dấu Lai. Tiếp theo là dòng thứ hai, chúng ta xác định giao tử sinh ra từ hai cơ thể nêu trên. A lớn sinh ra một loại giao tử là A lớn. A nhỏ sinh ra hai loại giao tử là A lớn và A nhỏ. Giữa hai giao tử này, chúng ta sẽ ghi dấu phẩy để ngăn cách chúng. Như vậy, cá thể thứ nhất sinh ra một loại giao tử, còn cá thể thứ hai sinh hai loại giao tử. Trong quá trình thụ tinh, giao tử của cá thể thứ nhất sẽ lần lượt kết hợp với hai giao tử của cá thể thứ hai để tạo thành hợp tử ở đời F1, cụ thể như sau. Gen A lớn của cá thể thứ nhất kết hợp với giao tử A lớn của cá thể thứ hai tạo thành hợp tử A lớn. Giao tử A lớn của cá thể thứ nhất lại tiếp tục kết hợp với giao tử A nhỏ của cá thể thứ hai tạo thành hợp tử A lớn. Như vậy, ở đời F1 chúng ta thu được hai loại kiểu gen là A lớn và A lớn. Như vậy, mỗi loại kiểu gen này sẽ chiếm tỷ lệ là 50% ở đời F1, cho nên ở dòng F1 chúng ta ghi 50% A lớn, 50% A lớn. Kết quả F1, về kiểu gen, chúng ta thu được 50% A lớn, 50% A lớn. Về kiểu hình, kiểu gen A lớn sẽ biểu hiện thành kiểu hình cây thân cao. Kiểu gen A lớn chứa một gen trội A lớn và một gen lặng A nhỏ. Theo tương quan trội lặng, gen trội A lớn sẽ lớn ác không để gen lặng A nhỏ biểu hiện thành kiểu hình, cho nên kiểu gen A lớn cũng biểu hiện kiểu hình thành cây thân cao. Như vậy, kết quả kiểu hình ở đời F1 chúng ta thu được 100% cây thân cao.
Thầy và các em đã cùng ôn tập cách viết sơ đồ lai số 1 và sơ đồ lai số 2. Các sơ đồ lai số 3, 4, 5 và 6, các em hãy tự hoàn thành để rèn luyện cách viết sơ đồ lai của phép lai một cặp tính trạng. Câu hỏi số 7. Điền từ tích hợp vào chỗ trống trong câu sau đây. Phép lai phân tích là phép lai giữa cá thể mang tính trạng số 1 cần xác định số 2 với cá thể mang tính trạng số 3. Nếu kết quả của phép lai là đồng tính thì cá thể mang tính trạng trội có kiểu gen số 4. Còn kết quả của phép lai là phân tính thì cá thể đó có kiểu gen số 5. Như vậy, chúng ta có 5 chỗ trống cần điền từ tích hợp. Với khái niệm phép lai phân tích và kết quả của phép lai phân tích mà chúng ta đã được học, các em có thể dễ dàng hoàn thành các chỗ trống của đoạn câu trên và kết quả như sau. Phép lai phân tích là phép lai giữa cá thể mang tính trạng. Như vậy, chỗ trống thứ nhất chúng ta sẽ điền từ trội. Cần xác định mục đích của phép lai phân tích là để thực hiện kiểm tra kiểu gen của cá thể mang tính trạng trội. Như vậy, chỗ trống thứ hai chúng ta sẽ điền kiểu gen. Với cá thể mang tính trạng, chỗ trống thứ ba chúng ta sẽ điền từ lặn. Nếu kết quả của phép lai là đồng tính thì cá thể mang tính trạng trội có kiểu gen đồng hợp. Còn nếu kết quả phép lai là phân tính thì cá thể đó có kiểu gen dị hợp. Như vậy, chúng ta đã hoàn thành xong việc điền từ thích hợp vào chỗ trống trong câu ở câu 7. Em hãy lựa chọn các câu trả lời đúng cho câu hỏi sau. Phép lai nào sau đây là phép lai phân tích? Biết A lớn là gen quy định tính trạng trội, A nhỏ là gen quy định tính trạng lặn. Câu A. B a lớn lai a lớn a lớn. Câu B. B a lớn lai a lớn a nhỏ. Câu C. B a lớn lai a nhỏ a nhỏ. Câu D. B a lớn a nhỏ lai a lớn a nhỏ. Câu E. B a lớn a nhỏ lai a nhỏ a nhỏ. Và câu F. B a nhỏ a nhỏ lai a nhỏ a nhỏ. Theo khái niệm phép lai phân tích, phép lai phân tích là phép lai giữa cá thể mang tính trạng trội cần xác định kiểu gen với cá thể mang tính trạng lặn, mà cá thể mang tính trạng trội được quy định bởi hai loại kiểu gen là A lớn hoặc A lớn A nhỏ. Còn cá thể mang tính trạng lặn được quy định bởi một loại kiểu gen là A nhỏ A nhỏ. Như vậy, phép lai được gọi là phép lai phân tích chỉ có một trong hai phép lai sau. Thứ nhất, B A lớn lai A nhỏ A nhỏ. Và thứ hai là B A lớn A nhỏ lai với A nhỏ A nhỏ. Với cách phân tích như trên thì đáp án trả lời cho câu hỏi này là phép lai C và E. Đây là hai phép lai phân tích. Số 9. Hãy lựa chọn ý trả lời đúng. Khi cho cây cà chua quả đỏ thuần chủng lai phân tích thì ta thu được câu A toàn quả vàng, câu B toàn quả đỏ, câu C tỷ lệ một quả đỏ một quả vàng và câu D tỷ lệ ba quả đỏ một quả vàng. Như vậy, cá thể mang tính trạng trội cần thực hiện phép lai phân tích
ở bài tập này đó chính là cây cà chua quả đỏ thuần chủng. Theo nhận xét của phép Lai phân tích, nếu kết quả phép Lai là đồng tính thì cá thể mang tính chạng chội có kiểu gen đồng hợp chính là giống thuần chủng. Như vậy chúng ta đã biết cá thể mang tính chạng chội ban đầu cần thực hiện phép Lai phân tích là giống thuần chủng, cho nên chúng ta có thể suy ra kết quả đời con trong phép Lai phân tích thu được sẽ là đồng tính. Như vậy chúng ta sẽ chọn câu trả lời là câu B, toàn quả đỏ. Câu số 10. Tương quan trội lặn của các tính trạng có ý nghĩa gì trong thực tiễn sản xuất? Tương quan trội lặn là hiện tượng phổ biến ở nhiều tính trạng trên cơ thể thực vật, động vật và con người. Ví dụ, ở cà chua, các tính trạng quả đỏ nhẵn và thân cao là trội, còn quả vàng có lông tơ và thân lùn là các tính trạng lặn. Ở chuột lang, các tính trạng lông đen ngắn là trội, còn lông trắng dài là lặn. Thông thường, các tính trạng trội là các tính trạng tốt, còn những tính trạng lặn là những tính trạng xấu. Mục tiêu của chọn giống là xác định được các tính trạng mong muốn và tập trung nhiều gen quý vào một kiểu gen để tạo ra giống có giá trị kinh tế cao. Để xác định được tương quan trội lặn của một cặp tính trạng tương phản ở vật nuôi, cây trồng, người ta sử dụng phương pháp phân tích các thế hệ lai của Mendel. Như vậy, trong sản xuất, để tránh sự phân ly tính trạng diễn ra, trong đó xuất hiện tính trạng xấu ảnh hưởng tới phẩm chất và năng suất của vật nuôi cây trồng, người ta cần phải kiểm tra độ thuần chủng của giống. Câu số 12. Hãy chọn câu trả lời đúng nhất. Thực chất của sự di truyền độc lập các tính trạng là nhất thiết F2 phải có. Câu A. Tỷ lệ phân ly của mỗi cặp tính trạng là 3 trội 1 lặn. Câu B. Tỷ lệ của mỗi kiểu hình bằng tích tỷ lệ của các tính trạng hợp thành nó. Câu C. 4 kiểu hình khác nhau. Và câu D. Các biến dị tổ hợp. Theo kết quả phân tích thí nghiệm của Mendel, từ tỷ lệ của từng cặp tính trạng và theo quy luật phân ly thì Mendel đã xác định hạt vàng trơn là các tính trạng trội và đều chiếm tỷ lệ 3/4 của từng loại tính trạng. Còn hạt xanh nhăn là các tính trạng lặn và đều chiếm tỷ lệ 1/4. Tỷ lệ của các tính trạng nói trên có mối tương quan với tỷ lệ của kiểu hình ở F2. Điều đó được thể hiện ở chỗ tỷ lệ của mỗi loại kiểu hình ở F2 chính bằng tích tỷ lệ của các tính trạng hợp thành nó. Từ mối tương quan trên, Mendel thấy rằng các tính trạng màu sắc và hình dạng hạt di truyền độc lập với nhau, không phụ thuộc vào nhau. Điều này cũng được hiểu với nghĩa là nếu F2 có tỷ lệ phân ly kiểu hình bằng tích tỷ lệ phân ly của các cặp tính trạng, thì các cặp tính trạng di truyền độc lập với nhau. Như vậy, thực chất của sự di truyền độc lập các tính trạng là nhất thiết F2 phải có tỷ lệ mỗi kiểu hình bằng tích tỷ lệ của các tính trạng hợp thành nó. Cho nên ở câu này chúng ta sẽ chọn câu trả lời là câu B. Câu số 13. Hãy điền thông tin thích hợp vào bảng sau. Mục đích của câu số 13 là yêu cầu chúng ta xác định loại giao tử và kiểu gen của giao tử được sinh ra từ cơ thể có kiểu gen gồm hai cặp gen. Để trả lời được câu hỏi này, chúng ta phải áp dụng quy luật phân ly độc lập của Mendel. Các cặp nhân tố di truyền, cặp gen đã phân ly độc lập trong quá trình phát sinh giao tử. Chúng ta xét kiểu gen thứ nhất, A lớn A lớn, B lớn B lớn.
Như vậy, hai cặp gen A lớn và B lớn sẽ phân ly độc lập trong quá trình phát sinh giao tử, và mỗi kiểu gen sẽ phân ly theo quy luật phân ly của Mendel. Có nghĩa là hai gen A lớn sẽ tách nhau ra, hai gen B lớn cũng sẽ tách nhau ra. Hai gen A lớn của cặp gen thứ nhất sẽ lần lượt kết hợp với hai gen B lớn của cặp gen thứ hai, và kết quả chúng ta thu được một loại giao tử, đó là A lớn B lớn. Như vậy, kiểu gen A lớn, B lớn sinh ra được một loại giao tử, và kiểu gen trong giao tử là A lớn B lớn. Với cách giải thích như trên, chúng ta xét kiểu gen thứ hai, A lớn, B nhỏ. Hai gen A lớn của cặp gen thứ nhất sẽ tách nhau ra. Hai gen B lớn B nhỏ của cặp gen thứ hai cũng sẽ tách nhau ra. Hai gen A lớn của cặp gen thứ nhất sẽ lần lượt kết hợp với hai gen B lớn và B nhỏ của cặp gen thứ hai. Kết quả sẽ tạo thành hai loại giao tử là A lớn B lớn và A lớn B nhỏ. Như vậy, kiểu gen A lớn, B lớn, B nhỏ sẽ tạo thành hai loại giao tử, và hai giao tử đó là A lớn B lớn và giao tử A lớn B nhỏ. Tương tự như trên, các em hãy hoàn thành các kiểu gen còn lại và đối chiếu với kết quả sau đây. Biết quả đỏ A lớn là tính chạng trội hoàn toàn so với quả vàng A nhỏ, và lá chẻ B lớn là tính chạng trội hoàn toàn so với lá nguyên B nhỏ. Hai cặp tính chạng này di truyền độc lập với nhau. Hãy hoàn thành các sơ đồ lai sau đây và xác định kết quả thu được về kiểu gen và kiểu hình. Biết quá trình thụ tinh và phát sinh giao tử diễn ra bình thường, không xảy ra đột biến. Chúng ta có 4 sơ đồ lai 1, 2, 3, 4. Thầy cùng các em sẽ hoàn thành 4 sơ đồ lai này. Sơ đồ lai thứ nhất, B A lớn, B lớn, lai A lớn, B lớn. Chúng ta cùng hoàn thành sơ đồ lai này. Dòng thứ nhất của sơ lai, chúng ta sẽ ghi kiểu gen của hai cá thể đem lai. Như vậy chúng ta sẽ điền B A lớn, B lớn, lai A lớn, B lớn. Dòng thứ hai của sơ lai, chúng ta sẽ xác định giao tử sinh ra từ mỗi cá thể đem lai nêu trên. Cá thể thứ nhất có kiểu gen A lớn, B lớn, sẽ sinh ra một loại giao tử là A lớn, B lớn. Cá thể thứ hai cũng có kiểu gen A lớn, B lớn, sẽ sinh ra một loại giao tử là A lớn, B lớn. Hai giao tử A lớn, B lớn sẽ kết hợp với nhau trong quá trình thụ tinh để tạo thành hợp tử F1 chứa kiểu gen A lớn, B lớn. Vì ở đời F1 chỉ thu được một loại kiểu gen này, cho nên tỷ lệ xuất hiện của nó là 100%. Về kết quả F1, chúng ta thu được kiểu gen là 100% A lớn, B lớn. Về kiểu hình, chúng ta so với phần quy ước A lớn chứa hai gen A lớn, mà gen A lớn quy định tính chạng trội là quả đỏ. B lớn chứa hai gen B lớn, mà gen B lớn là gen quy định tính chạng lá chẻ. Như vậy, kiểu hình F1 chúng ta thu được sẽ là 100% cây quả đỏ lá chẻ. Với phương pháp như trên, chúng ta tiếp tục hoàn thành sơ lai thứ hai. B A lớn, B lớn, B nhỏ, lai A lớn, A nhỏ, B lớn, B nhỏ. Dòng thứ nhất của sơ lai, chúng ta sẽ lần lượt điền B2, A lớn, B lớn, B nhỏ, lai A lớn, A nhỏ, B lớn, B nhỏ. Xác định giao tử ở dòng thứ hai, A lớn, B lớn, B nhỏ sẽ sinh ra hai loại giao tử là A lớn, B lớn và A lớn, B nhỏ. Giữa hai giao tử chúng ta ghi dấu phẩy để ngăn cách. Cơ thể thứ hai có kiểu gen là A lớn A nhỏ, B lớn B nhỏ,
sẽ sinh ra bốn loại giao tử là A lớn B lớn, A lớn B nhỏ, A nhỏ B lớn và A nhỏ B nhỏ. Như vậy, cá thể thứ nhất sinh ra hai loại giao tử, cá thể thứ hai sinh bốn loại giao tử. Hai giao tử của cá thể thứ nhất sẽ lần lượt kết hợp với bốn giao tử của cá thể thứ hai trong quá trình thụ tinh để tạo thành hợp tử F1. Để tiện cho việc xác định kiểu gen thu được ở F1, chúng ta sẽ kẻ bảng như sau. Vì phép lai này không liên quan đến giới tính, cho nên dòng thứ nhất của bảng thầy sẽ lần lượt ghi bốn giao tử của cá thể thứ hai và xem nó đóng vai trò là giao tử đực. Cột thứ nhất của bảng thầy ghi lần lượt hai giao tử của cá thể thứ nhất và cho nó đóng vai trò là giao tử cái. Như vậy trong bảng này chúng ta còn 8 ô trống. 8 ô trống này sẽ là 8 tổ hợp giao tử được tạo thành do một giao tử đực kết hợp với một giao tử cái. Chúng ta bắt đầu điền vào các chỗ trống. Ô trống thứ nhất sẽ là kiểu gen A lớn, B lớn, B lớn. Ô trống tiếp theo sẽ là A lớn, B lớn, B nhỏ. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ điền các tổ hợp giao tử còn lại. Với kết quả thu được nêu trên, chúng ta sẽ thống kê kết quả thu được ở F1. Với bảng thống kê trên, về kiểu gen F1 chúng ta sẽ thu được kết quả như sau. 1 A lớn, B lớn, B lớn, 2 A lớn, B lớn, B nhỏ, 1 A lớn, A nhỏ, B lớn, B lớn, 2 A nhỏ, B lớn, B nhỏ, 1 A nhỏ, B nhỏ, B nhỏ, và 1 A nhỏ, B nhỏ, B nhỏ. Về kiểu hình, chúng ta thu được 6 cây cà chua quả đỏ lá trẻ và 2 cây cà chua quả đỏ lá nguyên. Nếu chúng ta đơn giản tỷ lệ này cho 2 thì kết quả chúng ta thu được sẽ là 3 cây quả đỏ lá trẻ và 1 cây quả đỏ lá nguyên. Hỏi số 15. Biến dị tổ hợp có ý nghĩa gì đối với chọn giống và tiến hóa? Tại sao ở các loài sinh sản hữu tính giao phối, biến dị lại phong phú hơn nhiều so với những loài sinh sản vô tính? Như chúng ta đã tìm hiểu ở thí nghiệm lai hai cặp tính trạng của Mendel, đời F2 bên cạnh các kiểu hình giống B như hạt vàng trơn và hạt xanh nhăn, còn xuất hiện những kiểu hình khác B là hạt vàng nhăn và hạt xanh trơn. Những kiểu hình khác B này được gọi là các biến dị tổ hợp. Các biến dị tổ hợp này mới xuất hiện ở đời con mà đời bố mẹ ban đầu chưa có. Như vậy, biến dị tổ hợp sẽ cung cấp nguồn nguyên liệu phong phú cho quá trình chọn giống và tiến hóa. Ở các loài sinh sản hữu tính giao phối, biến dị lại phong phú hơn nhiều so với những loài sinh sản vô tính. Vì ở các loài sinh vật bậc cao có rất nhiều gen và thường tồn tại ở thể dị hợp. Do đó, sự phân ly độc lập và tổ hợp tự do của chúng sẽ tạo ra số loại tổ hợp về kiểu gen và kiểu hình ở đời con là cực kỳ lớn. Qua giao phối, các kiểu gen này sẽ được di truyền qua các thế hệ. Qua bài ôn tập chương 1 các thí nghiệm của Mendel, các em cần phải đạt được các kiến thức như sau. Thí nghiệm lai một cặp tính trạng, các em phải biết được kết luận của thí nghiệm, nêu được nội dung và ý nghĩa của quy luật phân ly, từ đó áp dụng quy luật phân ly vào giải quyết bài toán lai một cặp tính trạng. Thứ ba, các em phải nêu được khái niệm lai phân tích và vận dụng phép lai phân tích vào thực tiễn. Thứ tư, hiểu được ý nghĩa của tương quan trội lặng trong tự nhiên và vận dụng tương quan trội lặng vào trong sản xuất giống vật nuôi và cây trồng. Đối với thí nghiệm lai hai cặp tính trạng, các em cần phải nêu được kết luận của thí nghiệm, hiểu được khái niệm biến dị tổ hợp
và cơ chế sinh ra biến dị tổ hợp ở các loài sinh vật. Nêu được nội dung và ý nghĩa của quy luật phân ly độc lập, từ đó áp dụng quy luật phân ly độc lập vào giải quyết bài toán lai hai cặp tính trạng. Thầy và các em đã hoàn thành xong ôn tập chương 1, các thí nghiệm của Mendel. Để chuẩn bị cho buổi học tiếp theo, các em hãy ôn tập lý thuyết chương 2 nhiễm sắc thể gồm các bài 8, 9, 10, 11, 12 và 13. Chúc các em có tiết học bổ ích. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe.